Sáng nay, 1 tháng 9, tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia cho đồng chí Nguyễn Huy Tăng. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và phu nhân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ Nguyễn Huy Tăng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đúng vào dịp đặc biệt là Quốc khánh 2 tháng 9. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đóng góp toàn diện và thúc đẩy quan hệ hai nước đúng theo phương châm 16 chữ về phát triển quan hệ hai nước Việt Nam, Campuchia, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Giao một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại sứ Nguyễn Huy Tăng quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Đảng, từ đó đóng góp vào thực hiện phương châm phát triển quan hệ hợp tác hai nước cùng với đó là tiếp tục vun sới, nâng cao tin cậy chính trị hai nước, trong đó có việc chuẩn bị tốt các chuyến tham cấp cao giữa hai nước. Đại sứ cũng cần thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia, giúp bà con hòa nhập và thực hiện tốt pháp luật nước sở tại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nước sở tại và là cầu nối gắn kết quan hệ hai nước. Xây dựng tập thể đại sứ quán đoàn kết cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước cũng yêu cầu đại sứ góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc hai nước xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Kỳ thời tham mưu với Đảng, Nhà nước để các biện pháp hợp tác hai nước trên mọi lĩnh vực. Bày tỏ vinh dự và cảm ơn Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ đại sứ Việt Nam tại Campuchia, đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết, đây là nhiệm vụ nặng nề và sẽ cùng tập thể cán bộ nhân viên đại sứ qua nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp hết sức vào thúc đẩy hợp tác hai nước trong mọi lĩnh vực theo đúng phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài